Hello, xin chào tất cả bạn, mình là Khánh Sò và đây là Hot Girl Nana Liu. Hôm nay hai đứa mình sẽ cover lại bài hát đang rất là đình đám của sếp của chúng ta. Bài hát này mang tên Nơi Này Có Anh Theo Kiểu Gõ Bom. Mọi người nhớ xem like và share cái clip của Sò nhé. Ok, yo.
nói chứ tìm ta tật lâu rồi không gặp. À thì tiếp theo thì nó sẽ cover lại một bài hát của anh Lâm Trấn Khang, bài qua là bài hát Chết Đã Vô Tình. Thì nó thấy bài đó ý nghĩa cho nên là sẽ cover lại cho mọi người. Nhưng mà nó sẽ chay tại vì mấy cái bài này mà gõ bo là nghe sẽ không có thấm vô đâu hết. Mình nó sẽ bắt đầu hát nhé. Yeah. Khúc này bắt đầu bi nè. Mẹ Hiền ơi, quê nhà chở chồng con về, vì nơi xứ người con phiêu bạc bản thân cho đời. Từ đêm mình con bất khóc, nhớ mẹ nhớ cha, nước mắt chan cơm mẹ ơi, nỗi đau mình còn, chỉ mong quê nhà cha mẹ từng ngày êm ấm, tuổi xuân con người hy sinh đáp đền mẹ cha. Tận trời xa con thèm bữa cơm gia đình, dù dư muối cà nhưng cơm nhà vẫn hơn cơm đời con. Dù sao đi nữa vẫn phải bước đi, con sẽ lo cho mẹ cha sống vui ngày sau. Chớ lo nơi này con khờ dầm mưa dài nắng, kiếp sau con người cha mẹ vẫn là của con. Mọi người cứ inbox Na hỏi hoài luôn. Mọi người cứ hỏi là chị Na ơi, thuốc muốn giảm eo giống như chị Na thì phải dùng thuốc như thế nào, có hiệu quả hay không? Thì Na cũng đã giới thiệu cho mọi người rồi, nhưng mà mọi người vẫn inbox hỏi tiếp thì Na sẽ trả lời tiếp cho mọi người. Đó, Na xài thuốc giảm cân đà ma của chị Duyên. Thuốc giảm cân đà ma của chị Duyên cực kỳ hiệu quả luôn. Cơ địa như thế nào cứ inbox cho chị tư vấn, cỡ nào cũng đây, đảm bảo là sẽ ấm mà. Nhưng mà phải chịu khó ăn uống đều độ, với lại chịu khó tập thể dục nó mới ấm nữa, chứ không phải là uống thuốc không nó sẽ ấm nhanh đâu nha. Thì mọi người mua thuốc thì cứ inbox cho chị Duyên nha, thuốc cho chị Duyên. Còn mua tóc thì inbox cho Na vậy nha. Nếu mọi người thấy clip hay thì share clip và like cho Na nha. Cảm ơn mọi người, bye bye. Bo rồi nhưng mà